Hi, chào mọi người, tôi là Zeleo Review Phim. Hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một bảo vệ sau khi bị các nhà khoa học tiêm một mũi huyết thanh hóa thành người sắt, đến cả đạn cũng không xuyên qua được. Hiệp sĩ giao hàng. Câu chuyện bắt đầu, đây là một thế giới siêu năng lực. Xung quanh có rất nhiều người ẩn náu siêu năng lực. Ví dụ như, một vài người có vẻ ngoài chỉ là một nhân viên vệ sinh bình thường nhưng có thể duỗi tay ra đỡ lấy một đứa trẻ rơi từ trên cao xuống. Còn có thiết bị xóa bỏ những ký ức của những người qua đường hóng chuyện. Có những ông chủ bán xiên nướng, khi đối mặt với sự thúc giục của khách hàng, chỉ cần đưa tay mở lửa lớn là được. Có những vũ nữ dùng điện giúp những chàng trai không biết nhảy mặc sức nhảy nhót. Có những bảo vệ trông rất gầy gò, nhưng thực chất có thể nâng được cả một chiếc xe. Gần đây, có một thế lực hắc ám quốc tế dục dịch hoạt động. Ba tên mặc áo đen sau khi kiểm tra đã phát hiện đây là nắp cống chính tông được sản xuất năm 2015. Cách trộm bình thường không thể mở được, chỉ có thể dùng thuốc nổ để phá. Ngay cả khi bốn người siêu năng lực chuẩn bị ra tay, một siêu nhân xông pha. Miệng phun ra một loại nhựa đặc biệt, dán chúng vào mặt đất không động đậy được. Thấy cậu ta sắp không chống đỡ được nữa, bốn người kia mới ra tay trợ giúp. Đánh bọn chúng đến mức nghi ngờ nhân sinh, cục trưởng gội đầu không cần dầu gội đầu tháo chiếc kính titan ra, miệng lầm bầm. Tôi là bố của cậu là tôi. Ông ta cứ lặp đi lặp lại như thế, thôi miên người mặc đồ đen. Đối phương lập tức nói rằng thế lực hắc ám đã mua lại nắp cống với giá cao. Tất cả những người ở phòng làm việc của cục trưởng đều có siêu năng lực. Dùng tia hồng ngoại để mở nắp chai nước, lơ lửng trong không trung, đi xuyên tường. Mỗi người đều có một khả năng đặc biệt. Siêu nhân là nhân viên mới của phòng làm việc. Siêu năng lực của anh ta là phóng ra loại nhựa đặc biệt kết dính người ta đến chết. Cục trưởng muốn giao một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến cả thành phố cho anh ta. Đó chính là trở thành một nhân viên giao hàng. Với khung xương trời sinh lý kỳ diệu của anh ta, công việc các nhân viên khác làm trong một ngày anh ta chỉ làm trong nửa giờ là xong. Thang máy bị hỏng, anh ta leo lên từ bức tường phía bên ngoài, dọa một người phụ nữ sợ đến phát ngất. Nếu không nhờ cục trưởng giúp đỡ xóa bỏ ký ức của bà ấy, siêu năng lực của siêu nhân đã bị lộ rồi. Hôm đó, siêu nhân đến gõ cửa giao hàng. Nữ chính Tiểu Nha đang livestream, tay trái tay phải, một động tác chậm lại lần nữa. Bạn qua mạng lập tức cho cô ta một du thuyền. Chàng trai mắc tiểu gấp gáp vào nhà vệ sinh. Thứ anh ta thải ra không phải là nước tiểu mà là chất nhựa, còn dán từ trong góc tường chui ra, không có ác ý gì cả. Nhưng lại dọa anh ta đến mức chân tay loạn xạ, chất nhựa trên tay dính lấy nội y của cô gái không gỡ ra được. Tiểu Nha thấy cảnh này nghĩ rằng anh ta là kẻ háo sắc. Đúng là càng giải quyết càng loạn cả lên, chàng trai hoảng sợ bỏ chạy. Vì sao chàng trai đó lại có siêu năng lực? Hóa ra, lúc nhỏ anh ta ăn phải kẹo cao su kém chất lượng. Vô tình thay đổi kết cấu hệ tiêu hóa dẫn đến chất lỏng bài tiết ra từ cơ thể đều là cao su. Có lúc đến cả bàn chân anh ta cũng không khống chế được. Cục trưởng quyết định làm một cuộc phẫu thuật nhỏ cho anh ta, khiến cho chất dịch chỉ chảy ra được từ một cửa. Đối với người có siêu năng lực mà nói, loại phẫu thuật phức tạp này chỉ có một thao tác đơn giản. Cửa duy nhất cho chất dịch chảy ra nằm trong lòng bàn tay. Anh chàng siêu nhân lấy cho mình một cái tên là hiệp sĩ giao hàng. Qua vài buổi huấn luyện, hiệp sĩ giao hàng càng ngày càng giống nhện. Có một lần trong lúc giao hàng, hiệp sĩ giao hàng vô tình phát hiện Tiểu Nha kia không chỉ xinh đẹp, hơn nữa lại là con nhà giàu. Bố của cô ấy là ông chủ của một công ty sinh vật. Còn cô ấy chỉ cần ngày ngày livestream là được rồi. Tiến sĩ Evil của công ty sinh vật đang nghiên cứu một kỹ thuật nhân bản thực vật vô tính, chỉ cần thêm một mũi cho quả cam chín mọng, nó lập tức có thể nhân làm hai. Tiến sĩ còn muốn dùng loại kỹ thuật này cho con người. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kiếm được bộ tiền cho công ty. Nhưng mà ông chủ cần lực phản đối, bởi vì nhân bản con người là phạm pháp. Tiến sĩ ngoài mặt đồng ý với ông chủ sẽ phá hủy những thứ này, nhưng sau lưng lại lấy chuột bạch làm thí nghiệm. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ gây tai họa diệt vong cho thế giới này. Lúc này, cục trưởng đưa bốn người chủ chốt trong nhóm siêu năng lực đi trừ gian diệt ác. Sau khi cô gái điện đánh ngã tên côn đồ, hiệp sĩ giao hàng lập tức phun ra chất nhựa dính hắn trên mặt đất. Người đàn ông lửa không bắt được tên côn đồ, hiệp sĩ giao hàng lợi dụng chất nhựa trói hắn lại. Bảo vệ là một người tàn nhẫn, anh ta đấm một đấm khiến tên côn đồ ngã xuống đất. Hiệp sĩ giao hàng nhanh chóng dùng chất nhựa kéo tên côn đồ lại, nhìn nền đất xi măng cũng biết hắn sẽ chết thảm cỡ nào. Trong đêm tối, khi Tiểu Nha vừa trên đường vừa livestream, tên côn đồ không nhịn được muốn bắt cô, đưa cô vào một tòa nhà đang thi công. Hiệp sĩ giao hàng nhanh chóng đuổi đến, dùng chất nhựa khóa chặt tên côn đồ. Hắn muốn chạy nhưng không thể nào di chuyển được. Tên côn đồ đúng là người giúp đỡ cho mối tình này, hắn cố ý đẩy Tiểu Nha xuống dưới lầu. Hiệp sĩ giao hàng lập tức làm như người nhịn, một tay đu dây, một tay ôm lấy vòng eo của Tiểu Nha. Một cô gái bình thường sẽ không có sức phản kháng với màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lần này Tiểu Nha triệt để yêu hiệp sĩ giao hàng rồi. Nếu như không phải cục trưởng đuổi kịp đến xóa sạch ký ức, Tiểu Nha chắc sẽ sớm cùng hiệp sĩ giao hàng sinh con rồi. Nhưng không ngờ rằng điện thoại livestream của Tiểu Nha vừa tắt nên đã quay lại tất cả những chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Hiệp sĩ giao hàng trong một đêm trở thành anh hùng. Tất cả những cô gái còn độc thân đều muốn gả cho anh ta. Những cô gái đã kết hôn vì anh ta mà không từ việc ly hôn với chồng mình. Mấy ông lão bảo vệ cũng biết đến tên anh ta. Bài hát của những kẻ lang thang cũng viết về anh ta. Qua mấy ngày sau, hiệp sĩ giao hàng nhận ngay quảng cáo, cùng các ngôi sao đang nổi lúc ấy làm huấn luyện viên, đi đến đâu cũng có người phỏng vấn.
tâm trạng của ba người siêu năng lực còn lại sụp đổ. Rõ ràng bọn họ vào ngành sớm hơn hiệp sĩ giao hàng, vì sao người nổi trội hơn lại là hiệp sĩ giao hàng chứ? Bảo vệ tức giận đập vỡ bàn. Bọn họ vẫn chưa biết được nỗi khổ khi trở thành ngôi sao. Có một ông chủ mập muốn nổi tiếng, không đợi được muốn xin địa chỉ liên hệ của hiệp sĩ giao hàng, cho ông ta một đống luôn cũng được. Có một cặp tình nhân cãi nhau trên đường, vô tình tông phải hiệp sĩ giao hàng, nói rằng anh ta tông vào cô bạn gái với tốc độ cao, phải đến 4 vạn, thuận tiện nổi tiếng. Anh trai bảo vệ không nhìn nổi nữa, xông vào đánh nhau với hiệp sĩ giao hàng. Anh ta cứ luôn miệng nói muốn thanh lý môn hộ. Trước giờ chưa từng thấy anh hùng nào mặt dày vô liêm sỉ như thế. Thực ra là chưa từng thấy hiệp sĩ giao hàng nào nổi tiếng hơn anh ta như thế. Tiểu nhà cũng xông vào, đúng lúc hai người đàn ông kia đang đánh nhau. Trong đầu cô ấy xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Hiệp sĩ giao hàng nhanh chóng trở lại hình dáng anh chàng giao hàng, giải thích với tiểu nha, nói rằng anh ta từng tỏ tình hiệp sĩ giao hàng nhưng đã bị từ chối rồi. Tiểu nha không ngờ anh trai giao hàng cũng yêu đương vất vả giống như mình vậy. Ở bên kia có một người tố cáo với ông chủ của công ty sinh vật. Tiến sĩ vẫn còn đang làm thí nghiệm nhân bản nhưng người tố cáo lại bị tiến sĩ khống chế. Bắt đầu làm thí nghiệm trên người anh ta, kết quả vừa tiêm một mũi đã xảy ra phản ứng. Tiểu nha con gái của ông chủ cũng bị bắt đến đây. Ngay lúc cấp bách, hiệp sĩ giao hàng xuất hiện. Bắt đầu biểu diễn vở diễn của anh ta, dựa vào sức mạnh thần bí dưới ánh hào quang của vai diễn, bảo vệ bố con tiểu nha trốn vào một góc an toàn. Ba người siêu năng lực còn lại cũng đuổi kịp đến đây. Tất cả những tài liệu thí nghiệm đều bị cô gái điện phá hủy, những tên côn đồ khác cũng bị ấn trên mặt đất nướng chín. Anh bảo vệ đuổi theo tiến sĩ nhưng lại bị tiến sĩ tiêm một mũi huyết thanh nhân bản. Vốn dĩ anh ta chỉ có một cánh tay bằng sắt, nhưng dưới sự ảnh hưởng của huyết thanh, cả người anh ta đều biến thành sắt. Biến thành người sắt thực sự, đến tính cách cũng trở nên xấu xa hơn. Người tài xế đang đi trên đường không biết mình đang đối mặt với điều gì, bị lôi ra khỏi xe, nhấc lên cao. Bốn người siêu năng lực còn lại nhanh chóng đuổi đến. Người sắt mất chưa đến 3 giây đã đánh ngã được bọn họ. Cục trưởng tiến về phía trước muốn niệm chú, bố của cậu là tôi là bố của cậu, để thôi miên anh ta, không ngờ đối phương nói một câu. Sau đó đánh ngã ông bố. Hiệp sĩ giao hàng xông lên, tiếp tục đấu nhưng lại bị đánh ngã xuống đất. Tiểu nha lấy một khẩu súng đến giúp đỡ, kẻ địch lại ném một chiếc cửa xe về phía đó. Hiệp sĩ giao hàng nhanh chóng kéo cô ấy sang chỗ khác, tiểu nha cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt thật của hiệp sĩ giao hàng. Đến lúc nào rồi? Trước tiên, hiệp sĩ giao hàng dùng chất nhựa trói kẻ địch lại, sau đó tiếp tục điên cuồng giải cầu lương. Tiểu nha nói, hóa ra anh là hiệp sĩ giao hàng sao? Sao anh không nói sớm? Hiệp sĩ giao hàng nói, anh sợ em nghĩ anh đang chém gió. Dù sao trong mắt em, anh ngoài cái đẹp trai ra thì không được cái gì cả. Tiểu nha nói, sao lại thế được, em cũng đâu thấy anh đẹp trai. Anh dễ thương hơn mấy ngôi sao lớn kia. Kẻ địch dần dần tiến lại gần, phải làm sao đây? Từng có một đám người chuyên đi báo thù, đánh riêng một mình không phải là đối thủ của kẻ địch. Vì thế họ hợp thành một liên minh báo thù. Từ đó biến thành đội quân bất khả chiến bại. Cục trưởng nhận được lời gợi ý chuyển tất cả những siêu năng lực cho hiệp sĩ giao hàng. Cuối cùng dùng chất nhựa tổng hợp điện và lửa. Dung hóa phần sắt trên người bảo vệ, biến anh ta trở thành hình người bình thường. Hiệp sĩ giao hàng lại đấm anh ta một đấm nữa. Bảo vệ cuối cùng cũng khôi phục lại lý trí. Cuối bộ phim, tên tiến sĩ Envy đó lại không chết. Anh ta tìm được một cô gái có thể phóng điện, bắt đầu một âm mưu mới. Bộ phim này tên là Hiệp sĩ giao hàng. Kể về một anh trai giao hàng vì ăn phải kẹo cao su kém chất lượng mà có được siêu năng lực. Câu chuyện cũng nói cho chúng ta biết, đừng ăn những đồ kém chất lượng. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người vào kỳ sau nhé.